em học sinh thân mến, thực hiện tiết học trực tuyến thời gian nghỉ học phòng Covid-19 với bộ môn âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học chủ đề số 1, âm thanh ngày mới. Cô và các con sẽ cùng nhau học tiết số 3, nhạc cụ, âm nhạc lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ cô mời các con sẽ cùng nhau hát kết hợp vỗ tay theo nhịp cho bài hát Tiếng trống trường em nhé. Những bạn nhỏ của cô vừa hát xong bài hát và vỗ tay theo nhịp rất là hay, rất là giỏi. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát trên màn hình xem và trả lời cho cô câu hỏi: đây là gì? Hình ảnh số 1. Đây là gì con? À, đây là thanh phách. Chúng ta tiếp tục nhìn sang hình ảnh số 2. Đây là gì? Đây là một bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Đó là gì các con? Đó là bàn tay. Hình ảnh số 3 các bạn nhìn xem nào. Đây là gì? À, đây cũng là một bộ phận trên cơ thể chúng ta. Đó là cái chân. Và các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta đó là ba hình ảnh. Cả ba hình ảnh này đều sẽ sử dụng vào cho phần nhạc cụ để chúng ta gõ đệm cho bài hát. Chúng ta vỗ đệm cho bài hát để cho bài hát sinh động hơn và hay hơn. Bây giờ các bạn cùng học với cô phần nhạc cụ. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các con về nhạc cụ gõ thanh phách. Đây là nhạc cụ gõ thanh phách nè các bạn. Như vậy thì phách là một nhạc cụ, nhạc khí tự thân vang xuất hiện trong nhiều thể loại ca múa nhạc ở khắp các nước trên thế giới đã từ rất lâu đời rồi. Nhiệm vụ của phách đó là giữ nhịp cho dàn nhạc, người hát hoặc là người múa. Phách có nhiều loại và tên gọi khác nhau, được sử dụng dưới hình thức khác nhau như trong hát sẩm, trong cải lương của Nam Bộ chúng ta, trong ca Huế và dàn nhạc tài tử. Phách hay còn gọi là thanh phách được làm từ hai thanh gỗ hoặc là tre, khi chơi đập chéo vào nhau tạo ra âm thanh tiếng vang nghe rất là vui tai. Hiện nay phách được sử dụng phổ biến ở các trường học trong giờ học âm nhạc để giúp cho tiết học sinh động thêm và giúp cho các con học tập hưng phấn hơn, thích thú hơn.
Sau đây cô mời các con quan sát trên màn hình và nghe cô gõ mẫu nhé. Các con chú ý khi gõ thì phải cầm thanh phách sát ra đầu, không nên cầm sâu vào trong thanh phách nhé. Mời các con cùng nghe. Và hôm nay cô xin giới thiệu với các em một loại nhạc cụ gõ, mà loại nhạc cụ này sẽ đi theo các em suốt trong quá trình học âm nhạc, đó chính là thanh phách. Đây là thanh phách, âm thanh của nó giòn vang, trong trẻo. Và cô lưu ý với các em, khi chúng ta cầm thanh phách, chúng ta cầm ra sát đầu của thanh phách, không được cầm quá sâu các em nhé. Trước khi bước vào phần luyện gõ thanh phách, cô mời các em quan sát trên màn hình. Mẫu luyện gõ có các ký hiệu âm nhạc gồm 3 nốt đen và một dấu lặn đen. Cô lưu ý, khi gặp nốt đen, chúng ta sẽ đọc là ta và gõ phách một cái. Còn dấu lặn đen thì chúng ta đọc thành và chúng ta không gõ phách. Các em đã hiểu chưa nào? Và bây giờ cô mời các em quan sát, cô sẽ làm mẫu. Ta, 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 Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ cô mời các em cùng thực hiện cùng cô lại nhé. Ta, 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 Các con đến với phần tiếp theo. Và như hồi nãy chúng ta đã học ở những cái slide trước, thì các bạn đã biết cái này là cái gì? À, đây là bàn tay và đây là cái chân. Như vậy thì đây là hai bộ phận của cơ thể để làm nên một cái bộ gõ cơ thể. Các bạn có thể sử dụng bàn tay của mình để vỗ tay cho bài hát. Các bạn có thể sử dụng chân của mình để dậm chân theo bài hát. Như vậy thì cách thực hiện của bàn tay và cái chân vào trong bài hát để gõ đệm cho bài hát như thế nào, thì các con cùng đi theo cô nào. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các con về bộ gõ cơ thể và cách gõ như thế nào nhé. Sau đây cô mời các con quan sát trên màn hình và xem cô thực hiện mẫu nhé. Mời các con cùng quan sát với cô nào. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện bộ gõ cơ thể. Cô mời các em quan sát. Ở hai nốt đen đầu tiên chúng ta sẽ vỗ tay. Nốt đen thứ ba chúng ta sẽ vỗ đùi và đọc là ta. Còn dấu lặn đen thì chúng ta không đọc ra tiếng nữa, và chúng ta để tay lên đùi. Và bây giờ cô sẽ thực hiện mẫu. Cô mời các em quan sát. Ta, 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 ta. Rồi, các em đã nắm hết chưa nào? Bây giờ cô sẽ thử áp dụng vào bài hát Tiếng Trống Trường Em. Cô mời các em quan sát. Có cây trong trường, cây trong trường em trông như quả đất. Và chúng ta sẽ thực hiện từ đầu bài cho đến cuối bài nhé các em. Và các con vừa học xong tiết số 3 về nhạc cụ của chủ đề âm thanh ngày mới. Bây giờ cô mời các con cùng nhau hát kết hợp gõ đệm bằng thanh phách nhé.
giờ các con hãy cùng cô hát kết hợp vận động với cơ thể nhé. Bây giờ các con hãy nhắc lại cho cô xem trên màn hình chúng ta sẽ có những cái phần gõ đệm nào, những cái dụng cụ nào để gõ đệm cho bài hát. Thứ nhất là thanh phách, thứ hai đó là bàn tay và thứ ba đó là cái chân. Rồi các bạn nhớ cho cô chưa? Thanh phách được làm bằng tre, bàn tay, cái chân đó là bộ gõ cơ thể. Các bạn về nhà ôn lại bài cho cô nhé. Sau tiết học online vừa rồi thì cô có một cái nhận xét nhỏ rằng là các con rất là ngoan, các con có rất là nhiều cố gắng trong cái việc mà chúng ta sử dụng thanh phách và bộ gõ cơ thể để gõ đệm cho bài hát. Và cô có một lời dặn dò các con là khi các con ở nhà, các con nhớ luyện tập lại những cái phần gõ đệm, bộ gõ cơ thể cũng như là chúng ta sử dụng thanh phách cho nó nhuần nhuyễn hơn để chúng ta gõ đệm cho bài hát nó hay hơn ha. Còn bây giờ thì cô chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau nhé. Chào các con.